ép mẹ bán tóc lấy tiền. Wow, hôm nay có tóc mới hả? Đẹp quá. Đúng là không hổ danh hoa khôi của trường mình. Đã xinh tóc lại còn đẹp nữa. Chuyện tóc mình làm tận trên thành phố cơ mà. Con chào mẹ. Đi học về rồi hả con? Cơm nước mẹ nấu xong rồi đấy. Con thay quần áo rồi mẹ con mình ăn nha. Mẹ, chuyện mẹ hứa với con bao giờ mẹ mới thực hiện ạ? Chuyện gì cơ? À, mẹ vẫn nhớ chứ. Nhưng con phải chờ mẹ đã. Mẹ chưa có tiền. Năm nay đổ tương mất mùa. Khéo lắm á, thì chỉ lấy lại được tiền giống thôi con. Còn công sức và phân bón coi như mất cả. Lợn thì chưa đủ lớn để xuất chuồng. Lúc nào mẹ cũng bảo chờ. Chờ đến khi nào chứ? Bạn con đứa nào cũng được ba mẹ cho tiền đi ép tóc. Tóc chúng nó đẹp ơi là đẹp. Còn con thì tóc cứ xù bông lên, trông xấu chết đi được. Sao con là con của mẹ mà không được thừa hưởng mái tóc giống mẹ chứ? Tóc mẹ thì thẳng mượt, mà tóc con thì... Tóc xù cũng xinh chứ sao? Con gái của mẹ khác gì hoa hậu đâu chứ. Xinh gì mà xinh, con không biết đâu. Tóc xù vừa xấu lại quê ơi là quê. Con thích tóc đẹp giống như của mẹ cơ. Thu ơi. Thu ơi, ngủ rồi hả con? À, mẹ có cách rồi. Ngày mai sẽ có tiền con ạ. Con cứ ngủ đi. Thật hả mẹ? Con cảm ơn mẹ. Con biết mẹ thương con mà. Cha bố cô, chỉ cần cô cố gắng học tốt nên người á là mẹ vui rồi. Wow, hôm nay Thu xinh quá. Tóc đẹp thế, cứ như là diễn viên ấy. Ừ, nhớ cậu nhé. Được mẹ chiều thế còn gì. Cậu sắp thành hoa khôi rồi. Hôm nay các cậu cứ ăn thoải mái đi. Tớ mời. Hoan hô Thu. Hôm nay đi chơi vui quá. Mình cũng xinh kém gì hoa khôi đâu. Thôi muộn rồi. Đi ngủ đã. Chắc mẹ cũng đã ngủ rồi. Mẹ, hôm nay tới lớp, các bạn ai cũng khen mái tóc của con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì vậy con? Tóc của mẹ sao lại... À, mẹ cắt từ sáng mà. Bây giờ con mới thấy sao? Sao mẹ lại cắt đi? Trước tới giờ mẹ giữ gìn mái tóc này lắm cơ mà. Hôm nay mẹ nói xuống làng Hạ, có phải mẹ đã... Làng Hạ có mấy người hỏi mua tóc của mẹ. Mẹ thấy được nhiều tiền nên... Có phải mẹ bán tóc lấy tiền cho con không ạ? Thì nhà mình đang khó khăn. Mẹ thấy mớ tóc đó cũng không cần thiết mà bán lại được nhiều tiền, thì tội gì không bán hả con? Chỉ biết đua đòi mà không nghĩ gì đến mẹ. Để mẹ phải bán đi mái tóc mà mẹ giữ gìn bao nhiêu năm qua. Con còn vô tâm đến mức không nhận ra mẹ cắt tóc lúc nào. Con xin lỗi mẹ. Mẹ không sao. Mẹ đã nói chỉ cần con ngoan ngoãn học giỏi thì việc gì mẹ cũng chịu được hết. Con hứa từ giờ sẽ không đua đòi nữa. Sẽ chăm chỉ học hành để không phụ lòng mẹ. Mẹ ơi. Ôi, con gái của mẹ.
ứng cử viên sáng giá. Anh Thắng, trưởng phòng xuất nhập khẩu chúng ta mới về hưu. Giám đốc sắp có quyết định cân nhắc người lên thay cái ghế ấy. Anh Hưng, chuẩn bị khao cho anh em dần dần đi là vừa. Gớm, phòng mình bao nhiêu là nhân tài, sếp còn phải lựa chọn chán. Phòng mình đông thật, nhưng gạo cội nhất chỉ có anh với anh Huy thôi. Kiểu gì một trong hai anh chẳng được chọn. Lại nhắc tới cái lão Huy đó. Thôi, cái chuyện ấy thì chỉ có sếp mới quyết định được thôi. Tới lúc đó sẽ biết. Ăn đi anh em. Vâng, ta ăn nhanh còn vào phòng ngã lưng một lát nữa. Đủ rồi, lên đường đi anh em. Vâng, em đi đây ạ. Anh Hưng, anh lên phòng gặp giám đốc ngay đi. Giám đốc cho gọi anh đấy. Sao, giám đốc cho gọi anh à? Vâng ạ. Giám đốc vừa gọi điện xuống phòng, em chạy ra báo anh luôn. Giám đốc cho gặp riêng mình, hay là về chuyện bổ nhiệm? Hay quá. Anh cho gọi em à? Như cậu biết đấy, anh Thắng mới nghĩ, tôi đang cân nhắc người lên thay vị trí của anh ấy. Ôi, đúng như mình dự đoán. Vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu là một vị trí rất quan trọng, then chốt. Vì vậy, tôi cần tìm một người thực sự tâm đầu ý hợp, lại biết việc, nhanh nhẹn và giỏi tính toán. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ, em hiểu. Nhà máy ta là một trong những nhà máy có doanh thu lớn, đóng góp một phần không nhỏ cho doanh thu của toàn tổng công ty. Vì lượng hàng hóa xuất ra nhập vào rất lớn, nên cũng có rất nhiều kẽ hở ta có thể tận dụng được. Làm việc mà thật thà quá thì không biết tới đời nào mới giàu. Tôi nói thế, cậu hiểu ý tôi chứ? Anh nói thế là em hiểu rồi. Thời buổi này là thời buổi kinh tế thị trường, có cơ hội tội gì mà ta không nắm bắt. Anh yên tâm, nếu anh tin tưởng giao cho em một vị trí trong ekip kính ấy thì em nhất định sẽ làm thật tốt và sẽ kính như bưng ạ. Anh yên tâm, về chuyện này anh có thể tin ở em. Vậy thì tốt, tôi không băn khoăn gì nữa rồi. Vâng, em cảm ơn anh. Đại ca, hôm nay có chuyện gì mà mời bọn em đi uống bia thế này? Uống đi, chén tẹt ga luôn. Hôm nay anh khao, tất nhiên là có tin vui rồi. Chiều nay giám đốc gọi anh lên, có phải là chọn mặt gửi vàng đặt anh vào cái ghế trưởng phòng rồi không? Hay là thế? Thật thế hả anh? Thì sếp cũng đã bật đèn xanh, chắc là sẽ có quyết định chính thức thôi. Ôi, chúc mừng anh nhé, tin vui quá. Cạn ly ăn mừng nào. Vô, 100%. Ôi, cuối cùng cũng có quyết định bổ nhiệm vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu rồi này. Hả? Sao lại thế này? Anh Huy nhận chức này là xứng đáng rồi. Phải đấy. Mời vào. Dạ thưa anh, em mới đọc được quyết định. Không biết là có nhầm lẫn gì không ạ? Vì hôm qua anh có nói với em... Tôi hiểu, cậu hẳn đang rất thắc mắc. Tôi sẽ nói để cậu hiểu. Vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu này, cả cậu và cậu Huy đều rất xứng đáng. Chiều hôm qua, sau khi gặp cậu, tôi cũng có gọi cậu Huy lên nói chuyện. Sao ạ? Vậy anh ta nói gì mà anh lại thay đổi quyết định nhanh như vậy ạ? Cậu ta nói những điều mà tôi thực sự cần nghe. Nhà máy ta là một trong những nhà máy có doanh thu lớn, đóng góp một phần không nhỏ cho doanh thu của toàn tổng công ty. Vì lượng hàng hóa xuất ra nhập vào rất lớn, nên cũng có rất nhiều kẽ hở để ta có thể tận dụng được. Nếu như cậu được làm trưởng phòng xuất nhập khẩu, chắc cậu cũng biết sẽ phải làm gì. Làm việc mà thật thà quá thì không biết tới đời nào mới giàu. Tôi nói thế, cậu hiểu ý tôi chứ? Giám đốc, anh nói vậy nghĩa là chúng ta sẽ trở thành những người tham ô ư? Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Tất nhiên, tôi đang rất nghiêm túc. Giám đốc, anh thật làm tôi thất vọng. Tôi nghĩ tôi không hợp với sự tin tưởng và vị trí mà anh định đặt tôi vào. Tôi xin phép. Khoan đã, hãy ngồi uống thêm chén nước đã.
Những điều cậu Huy nói mới thực sự là những gì tôi cần. Vậy là giám đốc chỉ thử lòng mình. Giám đốc, thật sự em không phải như anh nghĩ đâu. Em... Vị khách già khó tính. Cô ơi, đồ ăn của chúng tôi có chưa? Sao lâu quá vậy? Tôi cũng đang làm hết sức mình rồi, anh không thấy sao? Phục vụ đâu? Mì kiểu gì thế này? Lại là ông ấy. Melina, em không thể kiên nhẫn nổi với ông ấy. Chỉ có chị mới chiều được ông ấy thôi. Xin chào ông Walter. Chúc ông một ngày mới tốt lành và một bữa sáng ngon miệng. Các cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi đã nói món mì của tôi đừng cho nấm vào cơ mà. Dạ, nấm hương sớm nay mới hái. Rất tươi ngon và đặc biệt. Nó rất tốt cho sức khỏe. Nhất là bệnh tim mạch của ông đấy, ông Walter ạ. Nhưng tôi không thích vị của nó. Nhìn thôi đã thấy không muốn ăn rồi. Ông hãy thử ăn một miếng đi. Cháu đảm bảo nó rất thơm ngon. Tôi đã nói không là không. Vậy cháu sẽ đem ra cho ông một đĩa mì khác ngay đây ạ. Cháu xin lỗi. Ngày nào cũng thế này. Chạy cuống cuồng từ sáng sớm đến tối muộn. Em sắp kiệt sức mất rồi. Bây giờ về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ngâm chân trong nước ấm 30 phút, rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon là sáng mai lại khỏe ngay thôi mà. Em phục chị thật đó, lúc nào cũng đầy năng lượng, mà nhất là cái ông khách Walter đó chứ. Người đâu mà lúc nào cũng quạo quọ nhăn nhó. Chỉ có chị mới nhẫn nại nổi với ông ấy, chứ còn em á thì chịu. Tuy bề ngoài ông ấy khó tính như vậy, ông ấy chắc chắn là một người sống rất nội tâm. Người già thường rất dễ cảm thấy cô độc, lẻ loi. Có lẽ chính vì thế mà họ tỏ ra cáu kỉnh, bực bội. Mình hãy cố gắng đặt mình vào để hiểu và trò chuyện với họ. Một chút kiên nhẫn thôi cũng đâu phải quá khó, đúng không em? Vẫn biết là vậy, nhưng công việc rối bù lại đủ thứ phải lo. Em không thể nào kiên nhẫn và bình tĩnh nổi ấy. Đúng là em còn xa mới được như chị. Có gì đâu, chị chỉ làm những gì mình có thể thôi mà. Xin mời ông Walter. Hôm nay ông thấy trong người ra sao ạ? Trong người tôi còn chỗ nào là khỏe mạnh đâu kia chứ. Nếu ông không bận gì thì sáng nay có tổ chức một cuộc thi hát ở quảng trường thành phố với những người cao tuổi đấy. Cháu nghĩ nó sẽ rất hay ạ. Cô nghĩ tôi còn đủ sức để tới được tận đó sao? Cháu có thể xin nghỉ 15 phút để đưa ông tới đó, ông Walter, được chứ ạ? Thật hoang đường. Hãy nhìn lại quán ăn đi. Cô nghĩ cô có thể rời khỏi đây trong 15 phút được sao? Dù sao thì cũng chúc ông một ngày tốt lành, ông Walter. Một thời gian sau, chị sao vậy? Mấy hôm nay em thấy chị có vẻ không vui vẻ như mọi khi. Không có gì, chỉ là đã hơn 2 tuần nay chị không thấy ông Walter ghé quán chúng ta. Không biết là ông ấy có chuyện gì không nữa. Phải rồi, chị nói em mới để ý. Đỡ hẳn một khách hàng siêu khó tính. Chắc ông ấy chuyển tới ở cùng con cái hay đi nghỉ ở đâu đó thôi. Chị cũng hy vọng như vậy. Hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra với ông ấy. Xin mời ngài. Cảm ơn cô. Melina, có người tới tìm chị này. Chào cô. Xin mời ông. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tom Hall, là luật sư riêng của ông Walter. Vậy sao? Ông Walter dạo này sao rồi? Ông ấy vẫn khỏe chứ, thưa ông? Rất tiếc, ông ấy đã mất cách đây gần 1 tháng rồi. Trời ơi, quả là một tin buồn. Tôi rất tiếc. Ông ấy cũng đã từng nói với tôi rằng ông luôn mong chờ đến giờ dùng bữa tại nhà hàng. Đó là khoảng thời gian mà ông cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện mà cô dành cho ông. Thật vậy sao? Tôi rất vui vì biết mình đã làm được gì đó cho ông ấy.
Tôi nghĩ mình sẽ tới thăm mộ ông ấy và tạm biệt ông ấy lần cuối. Và cảm ơn ông ấy nữa, Melina, vì cô cũng là một trong những người nằm trong danh sách thừa kế của ông ấy. Sao? Danh sách thừa kế ư? Cô sẽ nhận được 50.000 USD cùng với một chiếc ô tô do ông ấy để lại. Tôi thật sự đâu có làm được gì nhiều cho ông ấy chứ. Không, cô thực sự đã làm cho ông ấy rất nhiều. Cô xứng đáng với những gì mình nhận được. Cô đã giúp ông ấy cảm thấy ấm áp, vui vẻ hơn chỉ bằng nụ cười và sự nhiệt tình, cởi mở, tốt bụng của cô, Melina. Những thứ đó đâu phải ai cũng sẵn lòng đem cho người khác. Hoặc đôi khi vì quá bận rộn mà người ta quên bẵng đi. Nhưng cô thì không. Ông ấy cảm nhận được sự chân thành, quan tâm từ cô dành cho mình. Mặc dù ông chỉ là một vị khách không quen biết. Đôi khi những tình cảm chân thành đó đáng giá hơn rất nhiều so với tiền bạc của cải. Cảm ơn luật sư. Ôi, ông Walter, cháu biết nói thế nào cho hết lòng biết ơn của mình với ông đi. Bát mì nghĩa tình. Bác ơi, bác có thể cho cháu xin một chiếc bánh được không? Cháu đói quá. Xin xỏ gì, người ta còn chưa mở hàng, ra chỗ khác đi. Đi ngay, ở đây không phát đồ ăn miễn phí nhé. Này nhóc, sao lại ngồi trước cửa quán nhà cô thế này? Cháu xin lỗi, tại cháu đói quá, nhưng cháu không có tiền. Cháu chỉ muốn ngồi đây ngửi mùi một lúc cho đỡ thèm thôi ạ. Ngồi đây làm gì? Vào nhà đi. Cô mời cháu một bát mì nhé. Sao ạ? Cô mời cháu ạ? Sao? Không muốn ạ? Dạ không ạ, cháu muốn lắm. Cảm ơn cô ạ. Ăn từ từ thôi, không nghẹn. Lâu lắm rồi cháu mới được ăn một bát mì ngon thế này. Ngon quá cô ạ. Thế ăn đi nhé. Nếu hết bát này vẫn chưa no thì bảo cô. Cô ra phụ chú bán hàng đã. Hôm nay khách đông quá anh nhỉ. Ngày nào cũng thế này thì tốt. Đông khách thì tốt, nhưng thế này thì vất vả quá. Gần 2 giờ sáng mới xong việc. Ngày nào cũng thế thì vợ chồng mình đuối mất. Vất vả mấy mà có mình bên cạnh thì em cũng chịu. Cô chú ơi, cô chú ơi, mau đóng cửa lại đi, có người xấu. Là sao? Cô nhìn kìa, họ đang tiến về đây đó. Anh ơi, mau đóng cửa lại. Kỹ thật, chúng nó đóng cửa rồi. Thế thì phá cửa ra. Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ có mặt trong vài phút nữa thôi. Các người sẽ không thoát được đâu, nếu không ra khỏi đây ngay lập tức. Có lẽ chúng đi rồi. Cậu bé, hôm nay may mà có cháu. Cô chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có gì ạ. Nhưng sao cháu biết chúng sắp đến cướp tiệm mì của nhà cô mà đến báo kịp thời thế? Cô còn nhớ hôm cô mời cháu ăn bát mì không? Trong lúc ngồi ăn, cháu ngồi cạnh một nhóm người. Tiệm này làm ăn có vẻ khá đấy, chắc là nhiều tiền lắm đây. Đợi ngày nào chúng đóng cửa muộn, khi đó vắng người, chúng ta sẽ ra tay. Cháu tình cờ nghe được câu chuyện đó nên vô cùng lo lắng. Vậy tại sao cháu không báo cho cô chú biết sớm mà để đến tận hôm nay? Cháu cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng liệu cô chú có tin lời một đứa trẻ con như cháu không? Bởi vì cháu cũng không biết chắc chắn lúc nào họ sẽ đến. Vì thế, ngày nào cháu cũng ở đây cho đến khi cô chú đóng cửa để chờ đợi. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy họ, cháu mới dám chắc đó là sự thật và báo cho cô chú biết. Đúng là chỉ hơn nhau một tích tắc thôi. Nếu cháu không đến kịp thì chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng việc này hình như quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ như cháu. Tại sao cháu lại liều mình giúp chúng ta vậy? Cháu mồ côi từ nhỏ, đã đi xin ăn rất lâu, nhưng chưa có ai đối xử tốt với cháu như cô chú. Cô chú không những không đuổi mắng cháu mà lại còn cho cháu ăn ngon và no. Cháu... Thôi nào,
cháu đang vất vả rồi. Đêm nay cháu cứ ở lại đây ngủ một giấc đã, rồi ngày mai nói chuyện tiếp. Dạ. Trong khuôn mặt thằng bé lúc ngủ mới đáng yêu làm sao. Anh à, chúng ta đã không có con nhiều năm rồi, hay là mình nhận bé Minh làm con nuôi. Thằng nhỏ cũng ngoan ngoãn. Anh cũng định nói với em thế. Từ nay chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Con hãy ở lại đây với chúng ta. Chúc mừng anh, là bé gái nặng 3.5kg. Ôi, con gái của ba. Em gái à, em ngủ ngoan nha. Sau này lớn nhất định phải hiếu thảo với ba mẹ đó. Minh, nửa đêm con xách ba lô đi đâu đó? Con chỉ mang quần áo thôi, không có gì quý báu trong này đâu ạ. Ba có thể kiểm tra. Con nói linh tinh cái gì vậy? Ba đang hỏi là con đi đâu, chứ có nói con lấy cái gì quý giá đâu. Con xin lỗi vì không báo trước cho ba mẹ, chắc con sẽ rời khỏi đây ạ. Con nói gì vậy Minh? Sao con lại rời khỏi đây? Con không muốn ở đây với ba mẹ và em sao? Con rất muốn, nhưng... Nhưng sao? Con nỡ bỏ ba mẹ mà đi à? Con không thương ba mẹ nữa sao? Trước đây, con sống trong cô nhi viện, đến 6 tuổi thì được người ta nhận nuôi. Nhưng rồi không lâu sau đó, họ sinh được em trai thì họ không còn yêu con nữa. Họ mang con trở lại cô nhi viện và bỏ đi. Con đã chạy theo xe họ, chạy mãi và cuối cùng bị lạc, nên mới trở thành trẻ lang thang. Ba mẹ đã có em rồi, chắc cũng không cần con nữa phải không? Ngốc quá, sao có thể nghĩ như vậy? Ba mẹ không bao giờ hết yêu con. Con đã là con của ba mẹ rồi thì cả đời vẫn là con của ba mẹ. Có em Bông, ba mẹ sẽ càng yêu thương con hơn. Chính con đã mang em Bông đến với gia đình ta, cho nên con phải ở đây cùng ba mẹ mãi mãi, biết chưa? Con rất yêu ba mẹ và em. Mùa cưới. Gì vậy? Cái cậu này sao cứ như người mất hồn thế? Cậu không nhìn thấy hai chữ thiệp mời kia à? Tôi lại cứ tưởng cậu đưa voucher giảm giá gì đó. Cái cậu này, thiệp mời cưới của người ta thiết kế giống voucher thế hả? Tại bình thường cậu cũng hay có voucher cho tớ còn gì. Thế cậu cưới hôm nào? Thứ bảy tuần này, nhớ đến đấy. Tớ cũng vừa gửi thiệp mời cho anh Tùng nhà cậu xong. Thôi, tớ đi phát nốt thiệp mời đây. Lại mất thêm một khoản tiền mừng đám cưới nữa. Cuối tuần này đám cưới Hương, hai đứa mình đi chung với nhau nhé. Em nghĩ chỉ một trong hai người đi thôi anh à. Sao vậy em? Vì sau này hai đứa mình cưới thì cũng chỉ mình Hương đi đám cưới mình thôi. Nên nếu anh đi đám cưới Hương thì em thôi, mà em nghĩ em đi sẽ hợp lý hơn anh. Nhưng mà chúng mình là đồng nghiệp làm cùng công ty mà. Nhưng quan trọng là Hương không chơi thân với em hoặc anh, nên chúng ta chỉ cần một người đại diện thôi, anh hiểu chứ? Thôi, hết giờ rồi, anh về chỗ thu dọn đồ đạc đi, rồi chúng mình cùng về. Alo Xuân à, mình là Mai nè. Mai nào nhỉ? Xin lỗi, tớ có nhiều bạn tên là Mai quá, nên tạm thời tớ chưa nhớ ra cậu được. À, Mai đấy à, tớ nhớ ra rồi. Ừ, giờ cậu đang làm gì rồi? Tớ đang làm nhân viên kinh doanh bất động sản thôi. Ừ, 10 giờ sáng thứ ba tuần sau, bố mẹ tớ cho tớ đi lập gia đình. Tớ mời cậu và người thương đến chung vui với gia đình chúng tớ nha. Chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn cậu, cậu nhớ đến đấy nhé. Có rất nhiều bạn bè của chồng tớ là giám đốc các doanh nghiệp lớn. Tớ nghĩ nếu cậu đến,
cậu sẽ có thêm nhiều mối quan hệ tốt. Và điều đó rất có ích cho công việc kinh doanh hiện tại của cậu đấy. Vậy à, nhất định tớ sẽ đến. Ừ, chào cậu. Mai mời đám cưới hả em? Vâng, cái Mai lớp câu lạc bộ hiến máu hồi đại học với em. Trông nó cũng bình thường thôi, thế mà lấy được chồng đại gia đấy. Vậy à, sao em biết? Thì em nghe nó bảo là bạn của chồng nó toàn là giám đốc doanh nghiệp mà. Chắc chắn chồng nó cũng phải là giám đốc hay tổng giám đốc gì đó. Thế thứ ba tuần sau em nghĩ làm à? Vâng, đây là cơ hội tốt để em mở rộng mối quan hệ. Và biết đâu sau khi dự đám cưới của Mai, em sẽ có hàng chục khách hàng tiềm năng. Nhưng mà hình như Mai không có chơi thân với em. Anh thấy ngay cả số điện thoại của em Mai cũng không lưu mà. Với em thì Mai không phải là bạn thân của em. Nhưng với Mai thì em không những là bạn thân mà còn là ân nhân của nó đấy. Là sao em? Vì trước đây trong một lần đi vận động hiến máu, nó không may bị một đám người xấu vẫy thuốc mê và đưa đi. Chính em đã trông thấy và hô toáng lên để mọi người đến cứu nó. À, thì ra là vậy. Thế nên nó có được ngày hôm nay cũng là một phần nhờ em đấy. Tối nay em có làm gì không? Mình đi xem phim nhé. Vâng anh. Ừ, anh đang trên đường đến đón em. Anh ấy vừa mới nhắn là đang trên đường đến đón mình, mà đã đến sớm vậy rồi. Bạn Lan thân cấp 2 với mình, đã lâu rồi hai đứa không nói chuyện gì với nhau. Không biết hôm nay Lan gọi mình có chuyện gì nhỉ? Alo, Lan à? Ừ, Xuân, dạo này công việc của cậu thế nào rồi? Ờ, công việc của tớ vẫn tốt lắm. Mà cậu gọi điện cho tớ có việc gì thế? Ờ, tớ gọi điện để mời cậu đến tham dự đám cưới của tớ. Tưởng gọi chuyện gì, hóa ra là mời đám cưới. Cậu nói gì cơ? À, không có gì. Cậu cưới hôm nào? Tớ cưới vào chủ nhật tuần này. Cậu sắp xếp về chung vui với vợ chồng tớ nhé. Bạn bè tớ cũng không có nhiều, nên tớ chỉ mời những người thân thiết nhất thôi. Để tớ xem đã nhé, vì dạo này tớ cũng bận quá. Ừ, vậy cậu cố gắng thu xếp về với tớ nhé. Ừ. Bạn bè từ cấp 2 rồi mà bây giờ còn gọi điện mời cưới nữa. Nó cùng làng mình, chả nhẽ lại không mừng cưới. Mà bạn cấp 2 thì bây giờ mình chả còn số điện thoại của ai để nhờ mừng hộ nữa. À, đúng rồi. Alo mẹ à. Ừ, con gọi cho mẹ có chuyện gì đấy? Dạ, cuối tuần này cái Lan cưới, nhưng mà con bận việc quá nên không về được. Mẹ đi hộ con nhé. Ừ, mẹ đi cũng được. Nhưng mà mẹ nghĩ con là bạn thân nhất của nó, con nên về thì tốt hơn. Nhưng mà con bận việc lắm, con không về được đâu. Mẹ cũng không muốn nói nhiều đâu, nhưng con hãy nghĩ kỹ lại. Ngày bé con bị gãy chân, Lan nó đã không ngại mưa gió sang cổng con đi học như thế nào. Rồi những lúc con ốm, nó sang tận nhà giảng bài cho con. Nó luôn coi con là bạn thân nhất. Vậy mà bây giờ nó cưới, con bảo không về, nó sẽ buồn lắm đấy. Dạ con biết rồi, để con suy tính lại ạ. Em còn định tính toán làm gì nữa? Ủa, anh đến lúc nào vậy? Anh đến lâu rồi, anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của em với mẹ. Dạ, em... Em à, với tất cả mọi người thì ngày cưới đều là ngày hạnh phúc nhất. Bởi là ngày mà họ được sánh vai với người mình yêu, đứng trước những người mà họ tin tưởng sẽ là nhân chứng hạnh phúc, chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của họ. Và chúng ta phải cảm thấy vinh dự khi được họ mời làm nhân chứng hạnh phúc cho họ trong ngày thiêng liêng ấy. Anh biết em là một người rất quý trọng đồng tiền mình làm ra. Nhưng em à, có những thứ tiền cũng không thể làm ra được đâu. Mặc dù em gửi mẹ mừng đám cưới thay em đấy, nhưng với Lan, cô ấy vẫn rất buồn khi em, người mà cô ấy quý mến, lại không có mặt trong đám cưới của mình. Nếu em là cô ấy, trong ngày cưới của em không có Như, người bạn thân nhất của em có buồn không? Em hiểu ý anh rồi. Trước giờ em suy nghĩ nông cạn quá. Thôi nào, cô bé của anh đừng buồn nữa. Vẫn chưa muộn để chúng ta có thể về dự đám cưới của Lan mà. Vâng, giờ em sẽ gọi điện thoại lại với mẹ. Chủ nhật tuần này chúng ta cùng về đám cưới của Lan anh nhé. Ừ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.